Ban trời vẽ, ban trời tha hóa quá hả? Không, mình thề là mình xây xô lắm luôn. thề luôn, lúc đầu là xây dựng một nhân vật xây xô trong dáng đáng yêu dễ thương. Mình phải nghĩ là mình phải làm cho fan của mình nghĩ rằng mình là một đứa rất là không sao. Nhưng mà thật sự mình không có làm được điều đấy, hiểu không? Mình đã cố gắng rồi, ok. Kênh Quân Hóa đâu ạ? Kênh Quân Hóa. Đây, kênh Quân Hóa đây. Rồi bắt đầu có những chỗ phải cho ra tết một tí, không thì lại bị chửi. Đây, phải ra tết một tí, không thì sẽ bị quản lý chửi. Ok, đây. Bên chỗ vẽ Boku no Biko đi qua cái chỗ bán hoa đào. Hoa đào. Đây là hoa, đây là hoa mai nhá. Trời, hoa đào gì trời ơi. Mai tối thui, tối mùn cái gì. Không thể. Bên chỗ trông sao lắm.